Ngọc Nhi xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Quán Quan Chuyện Chết được phát sóng vào lúc 12 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đạt Phim Media thực hiện sẽ là nơi để chúng ta lắng nghe những chia sẻ, những quan điểm và góc nhìn từ khách mời về chủ đề của chương trình. Và ngày hôm nay hãy cùng với Ngọc Nhi chào đón nữ ca sĩ Hà Thúy An. Xin chào Ngọc Nhi và xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Quán Quan Chuyện Chết. Và Thúy Anh rất là vui cùng trò chuyện với MC Ngọc Nhi, rất là dễ thương khi mà tới với chương trình ấy. Thúy Anh có rất là nhiều những cái câu hỏi dạo gần đây ấy, cũng hay có cái gọi là cái xôn xao về cái câu chuyện đó là thao túng tâm lý. Vô tình xem một cái bộ phim Hàn Quốc và hậu kỳ của bộ phim thì nam diễn viên chính của bộ phim ấy có rất là nhiều những cái cảnh quay mà cần phải nắm tay hay là ôm hôn này kia để cậu ta từ chối hết. Thế mọi người mới phát hiện ra là cậu ta bị bạn gái của mình thao túng tâm lý, tức là không được phép làm điều đó với cái người bạn diễn của mình. Theo hiểu ý biết của Thúy Anh nha, thì thao túng tâm lý tức làm sao đó để cho đối phương phải nghe theo mình và hoàn toàn là phải cảm thấy những điều mình nói là đúng. Thế nên là hôm nay là chị rất là muốn nhờ Ngọc Nhi để giúp chị trả lời câu hỏi thao túng tâm lý như thế nào ta. Tự nhiên cái áp lực ngang luôn. Trời. Để em suy nghĩ nha. Thường thì đến đây khách mời sẽ ngồi đây, sau đó em hỏi khách mời trả lời. Nhưng cảm giác nãy giờ em đang bị thao túng tâm lý thì phải. Chị hỏi em không hả? Đúng rồi, hỏi em không ạ. Đó là một biểu hiện của thao túng tâm lý đó. Vô cái chị hỏi quá chừng. Cái tự nhiên em cảm giác tao tao mình phải giải đáp cho chị đây. Nhưng em quên mất cái nhiệm vụ của em hôm nay là người hỏi chị luôn. Chị hỏi thao túng tâm lý đấy. Đấy, đấy, đấy. Chị thấy là mọi người cũng hay dùng cái từ này nhá. Ví dụ như là phải thao túng tâm lý bạn gái mình thôi, biết đâu lại được ly trà sữa. Tức là trong một cái hoàn cảnh là trong một cái mối quan hệ nó như thế nào mới là thao túng tâm lý. Chị nghĩ ẩn sau đó là một cái vấn đề gì đó mà mình cần phải được bàn luận sâu hơn ý. Và xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề ngày hôm nay của Quán Quen Chuyện Chất, đó là thao túng tâm lý là gì. Hà Thúy Anh đang dần khẳng định chỗ đứng trong lòng khán giả như một nữ ca sĩ có cả thanh lẫn sắc. Những năm gần đây cô liên tục cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng. Nữ ca sĩ từng tham gia các cuộc thi về âm nhạc để giới thiệu nhiều cá tính âm nhạc khác nhau của mình. Cô nhanh chóng gây ấn tượng bởi những trải nghiệm âm nhạc có phần chín chắn nhưng mới mẻ. Bên cạnh đó, Hà Thúy Anh luôn biết thay đổi phong cách, làm hài lòng nhiều khán giả hơn. Em mời chị Thúy Anh uống một ly nước ép táo thơm ngon mát lạnh. Nhưng mà mát lạnh quá, chị sợ đau họng. Tại vì bình thường là chị hay uống nước ấm không à. Nhưng mà có uống lạnh thì trong tủ lạnh xong rồi cái mang ra uống từ từ vậy. Việc mà mình uống nước đá lạnh á không phải là cái nguyên nhân khiến mình bị viêm họng đâu. Viêm họng là do cái nước mà chị uống chung với nước đá á, hay là nhiều khi uống với nước ngọt này nọ. Nhưng mà nước ép táo thơm ngon và em bỏ ít đường đảm bảo rất tốt cho sức khỏe. Thôi để chị uống vậy. Đó. Phải là một cách thao túng tâm lý không? Vừa không chịu uống nói cái uống liền. Hay quá. Nhưng mà quan trọng là em thao túng tâm lý mà em lại nói đúng luôn ấy. Chị uống mà chị thấy nó thơm ngon thiệt. Uống mát một chút cũng rất là tốt. Quan trọng là không có nhận ra được cái việc người đối diện đang nói những cái điều đó là thao túng tâm lý mình. Có thể thao túng tâm lý là một dạng kiểm soát không ta? Đôi khi mình sẽ dễ nhầm lẫn, ví dụ như chỉ là một cái lời khuyên. Giống như là em khuyên chị uống đi, tốt cho sức khỏe. Nhưng không, mình đã pha rồi, bỏ thì uổng lắm, mình phải ép bà uống cho bằng được. Bởi vậy đó. Mình phải tìm cách. Mà trong khi chị lại suy nghĩ chứ, lời Nhi nói cũng đúng ha. Mùa hè này đó mình uống một chút mát có sao đâu. Đôi khi bản thân mình rơi vào trong một cái hoàn cảnh đang bị thao túng tâm lý mà mình cũng không biết. Chúng ta thấy là trên mạng xã hội sử dụng rất là nhiều, và đặc biệt là giới trẻ, từ một cái hiện tượng như chị nói, người ta biến cái chữ thao túng tâm lý này thành một cái cách nói vui á, hài hước có, rồi giỡn hớt có, hoặc dùng cái chữ này như một thói quen vậy. Ví dụ những câu nói, ôi anh ca sĩ này hát hay quá, tôi đang bị ảnh thao túng tâm lý rồi, mấy nay tôi nghe nhạc ảnh không à. Hoặc là nhiều khi mà mình muốn món quà, tối nay mình sẽ nấu một món ngon cho bạn trai mình ăn đi, biết đâu anh ấy sẽ tặng quà cho mình. Cũng là một cái dạng của thao túng tâm lý mà chị thường gặp nhất. Chị nghĩ thao túng tâm lý tức là phải có một cái khoảng thời gian để cả đối tượng cũng như là cái người mà bị thao túng tâm lý, họ phải làm quen với nhau, họ phải có một cái mối quan hệ thân thiết với nhau, thì cái việc đó nó mới diễn ra một cách gọi là nhẹ nhàng mà bản thân mình cũng không hề biết gì. Cái cụm từ thao túng tâm lý á, mình nghe lúc đầu mình sẽ thấy nó hơi lạ lạ đúng không, nhưng mà mọi người sử dụng nhiều quá thì mình cảm thấy nó quen thuộc, giống như là đang bắt trend xu hướng đúng rồi, thì thành cái từ khóa hot trend luôn. Thì chị nghĩ tại sao mọi người lại thích dùng cái từ này?
Chị nghĩ là ngôn từ nó có một cái sức mạnh lan tỏa. Khi mà mình dùng lời nói để mình thuyết phục một người khác, hoặc là mình dùng lời nói để mình khuyên dạy một người khác, người ta gọi là sự hùng biện, thì thành ra là ngôn từ nó đã là một cái gì đó rất là quen thuộc rồi. Cái vấn đề rất là nhỏ nha, nhưng mà khi được mọi người quan tâm, khi mọi người chú ý, nó lại trở thành một cái gọi là trend, hot trend, là tâm điểm luôn. Thành ra với những cái ngôn từ mà mình đã quen thuộc rồi á, thì nó có cái sự ảnh hưởng đấy. Không chỉ là giới trẻ đâu, mà ngay kể cả những người lớn, người ta cũng bắt đầu, như chị hiểu được, gọi là điều hướng tâm lý. Thì khi mà tìm hiểu ra thì nó cũng là một dạng giống như là kiểm soát và thao túng, nhưng mà bằng lời nói. Đó, thành ra là mọi người cũng phải hiểu cho nó đúng ý, cái ý nghĩa của cái từ thao túng tâm lý, để nó sẽ không có bị xảy ra các trường hợp là mình mất cảnh giác. Thế nên là rất là mong là mọi người sẽ sử dụng cái ngôn từ đấy cho nó thật là đúng ngữ cảnh. Khi mà chúng ta sử dụng một cái cụm từ nào đó theo trend mà chỉ là vui thôi, mà không thực sự hiểu về nó, như là cụm từ thao túng tâm lý này, thì có thể gây ra những cái hậu quả gì ạ? Theo Thúy nghĩ nó cũng giống như là một cái bệnh về tâm lý. Và cái bệnh này ảnh hưởng đến hành vi và những hành động của mỗi con người á. Thế nên là mọi người có thể là tìm hiểu và mọi người sẽ vận dụng được vào trong cái cuộc sống. Và những người bị cái vấn đề tâm lý phát hiện sớm để người ta có thể điều trị. Bắt trend trên mạng xã hội, do đó rất nhiều người khi tham gia mạng xã hội thì đều mong muốn là mình sẽ bắt kịp xu hướng và không bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên khi mà chúng ta lựa chọn một cái cụm từ nào đó để dùng, thì chúng ta cần phải hiểu rõ về ý nghĩa của cụm từ đó và xem nó có ảnh hưởng tiêu cực đến những người đang gặp phải cái tình trạng tương tự hay không. Sử dụng bất kỳ từ ngữ nào cũng cần cân nhắc mọi người nhé. Game đánh trống lảng, MC hỏi nhanh một câu, còn khách mời phải trả lời liền một câu gì đó hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi. Nếu liên quan, lặp lại một phần câu hỏi hoặc trả lời ngập ngừng là thua. Chị đã hiểu chưa? Nghe xong chị thấy nó cũng hơi hoang mang đó. Vậy em làm cho chị vững tâm lý lại nha. Mình chơi được không? Okay. Ủa chị thấy nước của em có ngon không? Không ngon. Chị thua rồi. Ủa là sao? Chị phải nói một cái câu chủ đề khác. Là khác đi đúng không? Đúng. Vậy là em đang muốn làm thao túng tâm lý chị đúng không? Đúng rồi, bây giờ lại nha. Chị thấy ly nước này ngon không? Hôm nay là thứ ba. Đúng rồi, cái kiểu vậy đó. Hiểu rồi ha. Trời. Chị không có vui khi mà đến đây để gặp và trò chuyện với em hả? Hình như chị chưa ăn sáng ấy đâu. Đây đưa chị tới vậy. Bữa nào chị em mình đi cà phê. Hôm nay uống cà phê. Ôi, em thua rồi. Vậy là em thua hả? Ủa? Một đều đi hả? Vậy là này quyết định nha. Nói chung chị thích cái lối make up của em á. Hôm nay em đi đến đây mà em chưa có ăn gì hết, em cực kỳ đói luôn. Hôm nay em quay mấy suất á. Chị thích mèo hơn là chó hơn? Mà quay đến tối ấy nhở. Em thấy ở đây á là mỗi không gian rất là phù hợp để hồi nữa chị em mình chụp hình sống ảo á. Chị thích kiểu selfie hay là em chụp cho chị? Chị thích cái nền make up của em tự make up đúng không? Hôm nay thì em cảm thấy hơi mệt trong người. Nói chuyện với chị em còn thấy mệt. Nhưng mà chị hỏi em á là em có tự make up không? Tại vì chị rất là thích lối make up của em. Chị đang tò mò ý. Thật ra mặc cái đồ này nó cũng hơi nóng á. Nếu mà mặc đồ khác á thì chắc nó sẽ dễ chịu hơn á. Chị thấy hôm nay trời thời tiết như thế nào, có bị khó chịu không? Quay chỗ này cũng thích quá nhở. Nhìn trông rất là tự nhiên ý. Kiểu như mà giống như mà ngoài trời á. Nhờ chị muốn tiếp tục hay dừng lại? Chứ chị nghĩ cơ này là câu chuyện không hồi kết quá. Nhưng mà chị muốn tiếp tục hay dừng lại? Chị ngập ngừng chị thua rồi. Không, chị suy nghĩ là chị thua rồi, chị phải trả lời liền. Trả lời liền. Đúng rồi, họ thua rồi, thua rồi. Họ thua rồi hả? Em đang muốn tiếp tục hay dừng lại là em một câu hỏi của em đó. Chưa biết là gì thắng hay thua luôn đúng không? Chấp nhận thua không? Chị tiếp. Nói chị thua rồi. Ủa đúng rồi. Chị vừa lặp lại cái câu của chị... em rồi. Chị bị thao túng tâm lý rồi. Em gài bẫy chị nãy giờ. Chị nghĩ chắc mình thua rồi. Xong bắt đầu em lại tiếp tục em hỏi. Thôi chị muốn hay không thì thôi dừng lại. Người bị thao túng tâm lý cũng vậy đó chị. Không biết đối phương nghĩ gì, lúc nào cũng chỉ quẩn quanh với cái suy nghĩ mình phải làm sao theo cái ý của họ. Làm cho chị kiểu như là hơi lấn cấn trong cái việc là mình nhân như thế nào. Đấy, bởi vậy nên là thao túng tâm lý nó cũng rất là gần với những cái thói quen sinh hoạt ấy. Đấy. Nhưng mà thật ra mình không thể nào mà mình giải thích được cái đó nó là thao túng tâm lý hay không. Cho nên chúng ta cũng cần phải tìm hiểu và hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình, đó là hiểu đúng về thao túng tâm lý. Bốn
để hiểu đúng về thao túng tâm lý thì chúng ta phải nhận diện được thao túng tâm lý là gì. Có những cái tình huống nào mà chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy thao túng tâm lý? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái đoạn văn mẫu mà những người sử dụng cái phương pháp này họ hay đem ra để nói với người đối diện. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bốc thăm cái hộp này. Có sẵn luôn à? Văn mẫu một đống. Wow. Sẽ có những cái câu như thế này nha. Nếu là chị nghe em nói như vậy chị sẽ cảm thấy ra sao? Đó, đó là lý do mà chị không có bạn bè gì hết, chị thấy chưa tại chị đó. Hoặc là bạn bè của em cũng nói chị không có đáng tin, đừng chơi chị. Mà tại vì em không nghe để em chơi với chị thôi. Đó, rồi thêm nữa nè. Bạn bè của em cũng thấy chị có vấn đề đó, thiệt đó. Chị nghe họ xa xả vào mặt chị, đẩy hết cái vấn đề về chị thấy như thế nào? Mình vừa có cảm giác là bị tổn thương mà còn vừa có cảm giác giống như mình kìm nén ở trong lòng. Ủa tại sao mình có làm gì đâu mà sao mọi người cứ đổ mọi chuyện lên đầu mình thế? Cái cảm giác đó nó sẽ rất là khó chịu và làm cho cái tâm lý của mình nó sẽ cảm thấy bức bối luôn ý. Người ta đang đổ lỗi cho mình y chang như là mình đang có lỗi vậy đó. Mình không có sự phản kháng lại, mình cũng không có kịp chuẩn bị một cái lời nói nào. Lúc đấy giống như kiểu là bị cứng khẩu luôn rồi. Đây là một cái cách mà người ta sử dụng cái đám đông khiến mình bị cô lập lại. Chẳng hạn như ta nói đó, bạn bè em có ai chơi với em đâu đó, hoặc là ôi bạn bè của em cũng nói chị kiểu không có đáng tin đâu. Nhiều người nói mình vậy chắc mình sai ha. Cái mình thấy mình bị một mình, bị cô đơn, bị cô lập á, tự dưng cái mình thấy mình thua cuộc luôn. Cái mình tự nhìn lại bản thân xong mình cảm giác lỗi nữa. Ví dụ như khi mà mình đã làm một cái vấn đề gì là có lỗi nhưng mà mình lại không muốn nhận lỗi và mình muốn đổ lỗi đó cho người khác, nên là mình sẽ có những cái câu nói như thế này là em bắt chị phải làm như thế. Chị biết lỗi rồi, tại chị hết luôn, cái gì cũng là tại chị hết á. Chị có đâu có muốn như vậy đâu. Khổ thân chị, em thấy không? Ai người ta cũng lợi dụng chị. Chị yếu đuối quá này người ta mới lợi dụng chị, chứ thật ra là chị không có như thế. Không phải chị như vậy, không phải lỗi của chị. Nhận tức lỗi là nhưng mà vẫn đổ nhận lỗi. Nhận lỗi nhưng mà đổ lỗi. Tức là người ta không hoàn toàn thấy được cái sai của bản thân mình. Và họ muốn là tìm một ai đó xung quanh để mà gán ghép cái tội đó, để giảm bớt đi gánh dùm tôi với gánh dùm tôi cái lỗi đó đi. Sai gì kem kia nè. Đúng rồi em sai hết, gì cũng tại em hết trơn á. Cái gì cũng là do em gây ra. Rõ ràng là mình muốn tâm lý là em sai rồi nhưng mà anh xin lỗi em đi. Đó, đúng không? Đúng rồi đó. Khi mà bị một ai đó phát hiện ra lỗi lầm thì sẽ nói như thế này: cái này tôi không biết gì hết nha, không phải lỗi do tôi, có phải tại tôi đâu. Tôi không biết. Một cái cách đánh trống lảng như cái trò chơi lúc nãy của mình đó. Em thêm cái nữa đi. Rồi, bây giờ bắt đầu có những người vô duyên làm tổn thương người khác đi ha. Xong cái kêu nè: trời ơi đùa thôi, trời ơi cái gì đâu. Chị sao chị không biết đùa gì hết, em giỡn hả chị, làm cái gì. Chị đúng nhạc luôn á chị, trời ơi mình không cùng tần số luôn á. Em nói này ra ai người ta cũng thấy vui, tự nhiên có mình chị quạo với em à. Trời ơi câu này chị gặp thường xuyên luôn ý. Kiểu như là người ta muốn cho mọi người đứng về phía mình hết, muốn tìm một cái sự thông cảm á, muốn lấy được cái sự thông cảm của mọi người về phía mình. Và sau đó thì muốn cái vấn đề của mình á phải là cái người khác người ta gánh giùm mình. Tự nhiên cái một người đang bị tổn thương bởi một câu nói, sao giờ phải nhận lại là kẻ nhạt nhẽo không biết giỡn. Câu nói gần đây á mà mình thấy là rất là trend trên mạng xã hội: gia trưởng mới có thể lo được cho em. Nhưng mà thế nào gọi là gia trưởng nha? Đây nha. Nếu mà em yêu anh á, em phải để anh làm những gì anh muốn. Đó. Em là em đang phản bội anh rồi đấy nha. Em luôn là người gây rắc rối. Em đang cố gắng kiểm soát anh phải không? Có một chút gì đó gia trưởng ở trong này. Luôn luôn khẳng định rằng là dù có vấn đề gì trong nữa thì cái người mà người ta đang bị kiểm soát á, người ta phải biết vị trí và người ta phải biết vai trò quan trọng của cái đối tượng đang kiểm soát họ. Chị có cảm giác giống như là hoàn toàn bị thôi miên. Nếu em yêu anh, em phải để anh làm những gì anh muốn. Em là em phải như này, em là em phải, em đang cố gắng kiểm soát anh phải không? Mình đang kiểm soát họ, nhưng mà mình lại đang muốn họ phải hiểu rằng là mình không làm cái điều đó. Tôi gia trưởng nhưng mà tôi sẽ lo được cho em. Cái kiểu giống như là đang kiểm soát nhưng lại không muốn nhận là mình kiểm soát về đó. Chúng ta đã cùng nhận diện rất nhiều những cái văn mẫu về thao túng tâm lý cũng như tìm hiểu thao túng tâm lý là gì. Vậy thì làm sao để mình tránh trở thành nạn nhân của thao túng tâm lý? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện trong phần tiếp theo nhé. Mỗi người thay phiên nhau đặt một số lượng khối nhựa bất kỳ lên bảng cân bằng. Ai là người làm đổ tháp nhựa trước sẽ là người thua cuộc. 1, 2, 3. Rồi, chú.
Bao nhiêu chị đặt cái rớt luôn đi, trò chơi kết thúc cho nhanh. Khó ạ, không dễ đâu ạ. Liệu chúng ta có thể đi tiếp không? Khó ạ. Đó. Không ai dám tỏ. Không phải nó dừng lại ở việc là mình thắng hay thua đơn giản như vậy đâu, mà nó có hình phạt nữa. Em không dám nói cho chị biết trước hình phạt. Em sợ chị không chơi. Hình phạt của chúng ta là người thua cuộc sẽ bị chấm 3 nút ruồi lên mặt và để đến cuối chương trình. Chị nghĩ là kiểu như là từ nàng lọ lem xong biến mùi gì ghẻ luôn, đúng rồi, biến hình. Ok. Thay vì nút ruồi đen thì em muốn là chị trở nên xinh đẹp hơn á, em chọn nút ruồi son, chị có thích không? Giờ em cho chị một cái chỗ ở giữa. Ủa sao em thấy vẫn đẹp chị ơi, xinh bất chấp luôn á. Đâu đâu chị muốn đổi cho em xem thử. Chị phải giữ gương mặt này đến cuối chương trình, không có được bôi. Nhiều khi chị thấy đẹp thì để luôn đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần tiếp theo. Để làm sao chúng ta không trở thành nạn nhân của thao túng tâm lý. Mọi người cùng lắng nghe Ngọc Nhi và Hà Thiếu Anh chia sẻ tiếp nhé. Lúc nãy chúng ta đã cùng tìm hiểu về những văn mẫu của những cái thao túng tâm lý người khác hay dùng, đúng không? Nhưng mà không phải ai cũng có thể áp dụng được cái văn mẫu đó. Nhiều khi trong lúc em đang bình thường như thế này, chị có thao túng em một mấy câu đó, em cũng thấy kệ chị. Vậy thì chị nghĩ đối tượng nào sẽ dễ rơi vào cái bẫy thao túng tâm lý? Sẽ là những người tâm lý người ta hơi yếu một tí. Và người ta dễ tin người. Hoặc là những người mà người ta thiếu một cái chút kiến thức, sự trải nghiệm họ quá ít ấy, thì họ rất dễ là cái đối tượng để mà bị thao túng tâm lý. Hoặc là những người mà người ta sẽ dễ dàng thể hiện cái mong muốn của người ta ra ngoài. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia. Đôi khi là cái sự thể hiện của bản thân mình ấy, thiếu cái sự cảnh giác, lại trở thành một cái miếng mồi ngon cho những cái người người ta sẵn sàng để thao túng. Em nghĩ là những người mà hay bị phụ thuộc về mặt tình cảm, phụ thuộc về tài chính á, cũng dễ bị thao túng tâm lý. Có bao giờ bản thân chị gặp phải trường hợp tương tự chưa? Và chị nhận ra rằng, ui, tại sao mình lại làm theo ý của họ trong khi rõ ràng mình đâu có muốn? Trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều, hình như mình cũng có những người bạn như vậy. Tức là họ sẽ muốn mình giúp họ, nhưng mà họ sẽ lựa cái lúc nào đó, ví dụ như là mình cảm thấy vui hoặc là bất chợt, ví dụ mình đang có một cái câu chuyện mình nói với họ thôi, ở bữa nay chị rảnh này, em qua nhà chị chơi nha, thì người ta sẽ lại là à, em qua nhà chị chơi nhưng mà chị quay giùm em cái này nha, hoặc là chị làm giúp em cái này nha. Thật ra lúc đấy mình cũng không suy nghĩ gì, mình giúp người ta là một chuyện đương nhiên tại vì bạn bè chơi với nhau. Nhưng mà tại sao phải là trong một cái lúc mà mình đang rảnh rỗi? Đúng là họ sẽ có một chút gì đó nó cũng hơi thao túng mình một chút. Công nhận là họ lựa ngay cái đúng cái lúc mình rảnh này, đúng lúc mà mình vui nhất này, không có lý do từ chối. Mình không có lý do từ chối. Tự nhiên cái là cả ngày hôm đó mình không làm được gì, mình làm cho họ hết. Cái đó nó cũng là một cái cách để mà họ điều hướng cái tâm lý của mình để cho được cái việc của họ. Bây giờ mình sẽ cùng điểm qua từng ý xem những cái người bị thao túng tâm lý họ sẽ có những cái biểu hiện như thế nào ha. Thì ở đây có những cái ý sau đây chị xem đúng không nha. Thứ nhất là xin lỗi liên tục, lúc nào cũng dạ em xin lỗi, em đã làm sai rồi, dạ lỗi em. Có một cái thói quen là cứ xin lỗi, lúc nào cũng cảm thấy mình sai hết. Tiếp theo, không thể đưa ra quyết định. Bạn sẽ thấy rằng việc đưa ra quyết định ngày càng khó khăn vì bạn thấy bất kỳ điều gì mình chọn cũng có thể là sai lầm. Chị làm cái gì cũng sai hết, chị coi đi, đó giờ chị có làm cái gì mà đúng không?
cuối cùng không dám đưa ra quyết định luôn. Tiếp theo, thay đổi. Không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy sự thay đổi. Nếu nghĩ lại bản thân mình là ai trước khi bắt đầu mối quan hệ hiện tại thì bạn có thể thấy được những khác biệt đáng kể. Tức là mình không nhận ra được bản thân của mình thay đổi. Đến một cái thời gian nào đó mình xâu chuỗi lại hết mọi thứ, mọi cái hành vi của mình, mình mới thấy, ủa sao mình khác trước vậy? Mình bị thao túng mà không hay. Ví dụ như là người ta quá quan tâm đến một chuyện, người ta chỉ tìm cách giải quyết được một chuyện này thôi, luẩn quẩn trong cái suy nghĩ của mình, không có chia sẻ cái quan điểm của mình cho người khác để tìm ra những cái hướng giải quyết khác. Cái biểu hiện tiếp theo đó là họ thích một mình, họ nghĩ rằng họ không thực sự tốt, luôn luôn là kiểu khép mình lại trước đám đông, thậm chí khép mình lại trong gia đình luôn. Không còn tự tin, không còn tự tin làm việc khác nữa. Có những cách nào để mình có thể tránh việc bị thao túng tâm lý, hoặc là mình thấy mình đang có những cái dấu hiệu bị người khác đối xử như vậy thì mình có thể rút ra được thật là nhanh ạ? Suy nghĩ đầu tiên là mình phải có một cái ranh giới. Ví dụ trong một mối quan hệ mà đi quá ranh giới, mình cảm thấy mình không được tôn trọng, thì mình có thể chấm dứt mối quan hệ đó. Hoặc là mình học cách từ chối để cho bản thân của mình không quá đi sâu về cái vấn đề mà người ta đặt ra cho mình. Bản thân của mỗi người phải luôn tỉnh táo hơn và tìm ra cái cách để làm sao từ chối cho thật khéo cho những cái hoàn cảnh có thể là mình sẽ vướng vô. Bản thân của mình cũng vậy, mình cũng phải tìm hiểu thêm, mình cũng tạo dựng một cái lòng tin, để cái từ cái lòng tin của mỗi con người, dù là mình có bị hoàn cảnh, mình có gặp những cái người thao túng tâm lý đó, thì cái lòng tin của mình nó vững thì mình sẽ không bị rơi vào những cái hoàn cảnh như vậy. Có rất nhiều người, người ta đã dùng những cái lời nói, dùng những cái ngôn từ để người ta thao túng tâm lý, để người ta có thể đạt được những cái mục đích của họ. Nên là mình phải thể hiện cái sự tự tin của bản thân của mình. Đừng quá nghe theo lời người ta nói mà hãy nhìn vào hành động thực tế của họ để mà phán đoán. Nếu là em thì lâu lâu em sẽ hỏi là những đứa bạn cực kỳ thân hay là những đứa chị em họ trong nhà mà em hay tâm sự á, giờ này mày thấy tao có thay đổi không? Hoặc là trong một cái tình huống nào đó mình nhờ nó làm quân sư giúp. Đôi khi mình bị người ta thao túng mình không hay, bạn bè mình sáng suốt hơn. Mình gọi ngay sự trợ giúp, gặp vào một cái trường hợp nào mình cảm thấy nó hơi đắn đo, hơi suy nghĩ một chút, tức là cái việc đó nó đã có một cái vấn đề gì đó không đúng lắm. Mình phải luôn tỉnh táo hơn, trau dồi thêm kiến thức, tự tin vào bản thân của mình hơn. Và bản thân mình cũng phải kiểm soát cái ngôn từ của mình, để mỗi lời nói của mình nói ra sẽ trở thành một cái niềm tin đối với cái người đối diện, và cho người đối diện một cái tín hiệu rằng là cậu không dễ lừa tôi đâu, đừng thao túng tâm lý tôi nhé. Mình phải có một cái bề ngoài để người ta nhìn thấy mình không dễ bị lừa, không dễ bị thao túng tâm lý đâu. Và điều quan trọng là chúng ta phải đặt ra cái ranh giới cho bản thân mình. Khi mà người khác không còn tôn trọng mình nữa và mình cảm thấy không an toàn, cảm thấy hơi độc hại trong mối quan hệ này, thì ngay lập tức chấm dứt mối quan hệ này và thoát ra. Cho nên là dù đó là một mối quan hệ thân cận như thế nào, là những người xung quanh mình, những người quen biết hay những người bạn mới quen, thì chúng ta cũng nên cẩn trọng và hãy luôn tin vào bản thân của mình, luôn giữ vững một cái tâm lý và sự tỉnh táo để không rơi vào những mối quan hệ độc hại, mọi người nhé. Và rất cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay của chị Hà Thúy Anh. Trước khi nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của Quán Quen Chuyện Chất, thì chị Hà Thúy Anh có những cái dự định trong tương lai của chị ạ? Xin cảm ơn Ngọc Nhi và xin cảm ơn chương trình Quán Quen Chuyện Chất. Trong tương lai thì Thúy Anh sẽ tiếp tục xây dựng cái công ty ở mảng giải trí. Ước mơ của mình là có thể tìm ra được những tài năng âm nhạc của tương lai, giúp cho quý vị khán giả được nghe những ca khúc và được thưởng thức những cái album hoặc những cái MV ca nhạc thật sự là chất lọc. Mong muốn rằng đây sẽ là một cái bệ phóng để giúp các bạn trở thành những ngôi sao mới, đem cái niềm ước mơ của các bạn, đem cái niềm đam mê của các bạn trở thành hiện thực, để cho các bạn cống hiến được nhiều hơn cho nghệ thuật của nước nhà. Xin được cảm ơn chị Thúy Anh đã đến với Quán Quen Chuyện Chất. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của Quán Quen Chuyện Chất cũng đã hết rồi ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào 12:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đạt Phim Meda thực hiện. Còn bây giờ cho phép Ngọc Nhi và ca sĩ Hà Thúy Anh xin được nói lời chào tạm biệt và chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật vui vẻ bên những người thân yêu của mình nhé. Xin chào.